Vâng, âm thanh của cây đàn là nó hơi thiên về màu kim, vâng, tức là vang sáng, hơi vang sáng, vâng, và với một hình thức rất là đẹp và với một tuổi thơ, vâng, có thể chơi trên cây đàn này mới tập thì em nghĩ rằng là cũng rất thú vị, vâng, bởi vì cái sự đảm bảo về độ mới, vâng, và cái hoạt động của phím rất là tốt và với giá chỉ như một cây đàn điện thôi, vâng. Tôi để đây là 24 triệu 830 nghìn. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng vâng, tôi sẽ cùng kiểm tra cái phím cho các bạn. Vâng. Đây ở trên này các bạn thấy là người ta có chữ German Scale. Đấy. Rất là hay. Vâng. Chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Vâng. Đấy, các bạn thấy màu sắc âm thanh nó vang sáng và nó rất là đều và rất đều cái màu kiểu đấy, vâng, giọng kiểu kim kim đấy, đấy. Vâng, cơ búa máy rất tốt và chết chúng tôi quên mất, vâng. Một cái thao tác, đó, một cái thao tác tạo cái âm lượng rất lớn và cây đàn đáp ứng rất tốt. Và vâng, bây giờ chúng ta cùng xem. Tôi thấy ba cái bê đan này rất là điệu, các bạn thấy không ạ? Đấy, hình góc này nó như là nó vui như ở lưng con rùa ấy, đấy các bạn. Đó, rất là hay. Vâng. Đấy, bạn có thể người ta ốp một cái lớp đồng nguyên khối ở ngoài chứ không phải mạ các bạn nhé, tức là người ta ốp một cái lớp đồng nguyên khối ở ngoài. Vâng. Ta cùng xem cái phần này. Wow. Vâng. Cái đàn nó có một cái kích thước cũng xinh xắn một chút nên là các bạn thấy các cái dây nó sẽ xít hơn. Và nhưng tất nhiên nó không bao giờ rung có thể chạm nhau được. Đấy, cái ngựa còn nguyên. Vâng. Các cái đầu dây không bị gì. Đấy, rất sạch sẽ. Rồi khung gang này được người ta mạ thêm một cái lớp đồng. Vâng. Trông rất đẹp và rất sáng. Cái đàn này thì sản xuất rất là gần đây. À. À, chúng ta cùng xem cái đầu hồi này, à, cái vai. À, tôi nghĩ rằng là cái tính trang trí của cây đàn này còn rất là cao, à, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? À, trên nóc này, đấy, cái thanh bản lề rất là đẹp. Đây, đầu hồi này, đấy. Tôi nghĩ rằng là một cái màu nâu trầm nhưng mà lại sáng có độ bóng, thế nên là các bạn yên tâm là dùng rất thích. Rồi một cái sao bót và một cái sao bót mà vâng, đúng mỗi một hãng đàn thì người ta đều tìm ra những cái giải pháp riêng. Ở đây người ta dồn cái cột trụ này thiên về phía bên cao đấy. À, ở đây người ta để một cái khoảng rộng hơn, vâng, nhìn chứ không phải là thiếu đâu các bạn nhé, không thiếu, các bạn thấy không phải là thiếu, cảm giác như là thiếu cái trụ không phải, một hai ba bốn cái tay sách như này, vâng, và cái chính là chúng thấy ngay được cái độ liền của cái vách này, đấy, một cái vách mà rất là đẹp như thế này, vâng, cái đàn là có phần bên trong, wow, cái mà thì nghĩ rằng là cái này là một cái sự mới nó toát lên, đấy, cả cái không gian của cái mới đúng không ạ? Các bạn thấy ngay đây là các cái chốt pin này, đấy, rất là mới như thế này, đó, cái chốt pin rất mới như thế này, và đây chúng ta cùng xem, đấy, Summix SU127. Vâng, đây là số HHP10653. Vâng. Đây, cái này, để kiểm tra các bạn. Rất mới, vâng. Vâng, rất mới. Đây, một cái đầu búa, còn dày nguyên, vâng.
Rồi nguyên như thế này, chúng ta cùng xem cái phần đây này. Rồi, từng chi tiết máy một. Vâng. Tôi kiểm tra các bạn không có một cái nào bị thiếu cả. Đấy, có cái đàn có thể nó sẽ bị rơi một cái lò xo hoặc là tụt một cái dây co này hoặc là mất một miếng da với dạ đệm qua quá trình sử dụng như thế này, hoàn toàn không. Và tất nhiên là các kỹ thuật của tôi khi mà kiểm tra bảo dưỡng cây đàn thì đều kiểm tra rất kỹ các cái vấn đề đó. Nếu nghĩ rằng là không, sẽ không có những cái vấn đề như vậy xảy ra ở trên đàn của pinohat.vn. Vâng, đây là cây đàn như tôi vẫn chia sẻ là cây đàn mà nó tổ hợp lại của nhiều nước. Đấy, cái búa máy của một nước khác, cái pin của một nước khác, dây của một nước khác. Nhưng người ta vẫn biết đến cái thương hiệu Samex này nhiều bởi nó mang tinh thần của Hàn Quốc. Vâng, đấy.